Đây các bác nhá, đây là sau khi đã lắp xong một con em gian XTC820. Màu quá đỉnh luôn. Quá đẹp, quả lốp lâu. Lốp sọc lâu. Con này size M các bác nhá, size M. Đấy thì em sẽ review qua cho các bác xem về cái cấu hình của em nó. Thì cái con này là khung khung rôm. Cái kế đoạn này là dòng dáng này là sẽ cái dòng XTC là sẽ hay có trục rỗng cối nổ. Cối nổ nhá. Thấy có nghe tiếng nổ chưa? Cối của em nó là cối nổ. Trục rỗng, con này thì hai đĩa. Hai đĩa. Hùng này là SLX này. Gạt đĩa là SLX. Đây là quả líp. Líp là 12 líp. 12 líp. Đấy. Cái này cũng là SLX nhưng mà cái chữ của nó sẽ sâu bên trong. Đây. Đây. Nhìn nó hơi khó một tí. Đấy, có nhìn chữ SLX chưa? Đấy, của đời sau là SLX. Đấy. Cối lỗ. Đây là tiếng lỗ nhá. Có nghe tiếng lỗ phê không? Malaysia. Quả hấp này. Malaysia. Tay gạt tay bấm xả SLX. Quá đẳng cấp. Một con xe thì quá đẳng cấp. Phanh dầu Techo. Techo nhá. Phuộc hơi. Phuộc hơi của gian rồi. Hơi gian nó chuyên làm phuộc hơi rồi. Gian chuyên làm phuộc hơi luôn. Quá đẳng cấp. Quả lốp gian, lốp lâu bánh 27.5, vành nhôm hai lớp gian. Đĩa Shimano nhá, đĩa Shimano đấy, vừa em lắp cho cái đĩa, các bác xem cái đĩa Shimano. Đĩa Shimano hết. Phuộc hơi, em nhầm nhá, đây là phuộc hơi tay tay bấm khóa ở đây này. Đây cái khóa này nó sẽ giúp cho là bác đóng vào như này. Đấy, là khóa của nó sẽ cái cứng luôn. Còn mở ra là mình có thể cái phuộc này nó sẽ nhún được. Đấy, cơ bản nó là thế. Thì con này đang là size M, bên em hiện tại đang sẵn size M, size S. Màu này. Mới về hàng. Nay trời mưa chứ trời không mưa nên tôi ra ngoài em quay ngay. Trời Hà Nội đang mưa. Đầy đủ tem mác, sổ bảo hành chính hãng. Bên em bây giờ là bán hàng phân phối chính hãng, gian Việt Thắng và gian quốc tế. Đầy đủ các mã, các bác chỉ cần cứ alo bên em. Đầy đủ luôn. Màu quá đẹp. Thì hiện tại thì giá liên kết của hãng đang là 25 triệu con này. Đấy thì bên em thì các bác thì cứ liên hệ bên em thì bên em đã có cái phần trăm tốt nhất cho các bác. Đấy thì các bác có nhu cầu liên hệ với em. Quá đẹp. Em xin kết thúc video tại đây nhá. Quay cũng hơi dài. Bác có cần review con gì thì cứ chấm ở bên dưới để bên em sẽ quay cho các bác xem tiếp. Bên em xe gì cũng có, xe gì cũng lấy được. Chỉ cần khách thức